là bổn cô nương đây. Ồ, xin chào tất cả các bạn nhá. Tóc nhiều thế. Xin chào tất cả các bạn nhá, mình là Quân đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cu Quân Vlog. Ngày hôm nay mình có một cái bộ dạng rất là điên rồ và rất là ngổ ngược và rất là xinh gái. Và hôm nay là mình, lý do mình cải trang ngày hôm nay là có một cái lý do rất là đặc biệt. Thì hôm nay mình lại nhận được yêu cầu thư của một bạn khán giả rằng: anh ơi, anh thử gọi điện cho SCB quay. Thực ra là SCB rất là nguy hiểm luôn các bạn nhá. SCB cực kỳ rất là nguy hiểm luôn. Bạn ấy là yêu cầu mình gọi điện cho SCB 939 các bạn ạ. SCB 939 cực kỳ rất là nguy hiểm. Chính vì ngày hôm nay mình mới cải trang như thế này. Các bạn biết đấy. Thì cải trang này rất là ngứa luôn mọi người này. Nhưng mà mình cảm giác là rất là yêu đời. Mình được làm là một người con gái rất là yêu đương. Mình rất thích là con gái. Đấy, thế là rất tuyệt vời anh em ơi. Mình nói vui thôi. Thì bây giờ là hiện tại là 3 giờ chiều rồi. Mình sẽ chính thức gọi điện cho SCB 939. Thì trước khi vào để gọi điện cho SCB 939 thì mình sẽ nêu tóm tắt cho các bạn biết rằng là SCB 939 là cực kỳ rất là nguy hiểm. Nó được xếp vào dạng là caster mọi người nhá. Đối tượng của SCB 939 nó săn mồi như thế nào? Nó bắt chước giọng nói của mình và nó bắt chước giọng nói của nạn nhân. Khi nó bắt chước giọng nói rồi, nó săn mồi bằng các cái giọng nói của nạn nhân mọi người. Rất là nguy hiểm luôn. 939 là thân hình nhiệt đối. Nó là một loài quái vật rất là nguy hiểm luôn. Sợ lắm. Mình nghe nói rằng là ở trên người nó có những cái tua. Và có những cái lũ gì ghê luôn. Nhưng nó còn là mô tả rất là khó luôn. Mình chỉ đọc qua một số tài liệu như vậy thôi. Nhưng hôm nay mình thử cùng tất cả các bạn gọi điện cho SCB 939 xem cái năng lực của mình thì rất là có hạn. Cũng có những cái mà mình gọi được và có những cái mình sẽ không gọi được. Cho nên là mình sẽ cố gắng phục vụ một ý kiến của một bạn khán giả yêu cầu mình là: anh thử gọi điện cho 939 xem. Đố anh mà dám gọi đây. Thực ra là bạn đố mình thì mình cũng rất là sợ luôn. Bởi vì mỗi lần gọi cho quái vật thì lỡ mai nó nút chứng mình thì sao. Nên là, nhưng mà không sao anh em ơi, mình sẽ cố gắng gọi điện. Tất cả mọi ý kiến, comment và bình luận của tất cả các bạn yêu cầu mình, nếu nằm trong tầm kiểm soát có hạn và không có hạn của mình sẽ gọi điện ngay lập tức anh em ơi. Bây giờ mình sẽ gọi điện cho SCB 939 luôn. Nhưng mà trước tiên thì gọi, anh em thấy cái hôm nay mình cải trang thế này có đẹp không? Ôi dối quá lắm nhỉ. Nhìn giống như kiểu là mới vừa ngủ dậy hay sao anh em nhỉ? Nope. Nhìn gớm thế. Thôi được rồi, mình sẽ không dài dòng hơn nữa. Mình sẽ gọi điện luôn cho 939 mọi người nhá. Rằng là SCB 939 là một kẻ săn mồi thu nhiệt anh em. Nó sống theo bầy đàn. Úi giời, liệu có rủ cả đàn đến đây không em nhá? Ui sợ vai cá nổi anh em ơi. Không sợ, không sợ, không sợ, không sợ. Mình là pháp sư. Và đặc biệt là của các bạn ở bên cạnh mình thì mình không sợ bất cứ một quân quái vật nào cả. Mình sẽ gọi điện luôn. Xong thằng này vào điện mình thấy là run thế nhỉ. Hơi bị run đấy. Cho nên là mình có một cái duyên là cứ mỗi khi là để gọi điện cho quái vật nào cái là nó đã tới ngay lập tức anh em. Cứ định nghe máy anh em ơi. Mình sẽ không nói gì hết. Quay xem nói gì. Hello? Xin chào. Lỡ mồm. Này SCB 939 kia. Hello, bố mày biết rồi. Bố mày không sợ đâu. Nope. Nói cho bố nghe đi. Nói cho khán giả biết này. Hãy đến đây tôi xem cái thân hình của người thế nào nào. Hello. Hello mãi nữa. Này, nói thì nói hẳn luôn đi.
bố mày tắt máy liền đấy. Hello, hello bố. Hello. Bố mày không sợ mày đâu. Không nghe này. Ui. Ui. Mày ơi mày. Ui, chết mày chết. Ui, nó không có người đấy ăn này. Ui, ui, ghê thế. Ui, anh em ơi. Ui, không có người ăn này. Ui anh em ơi, thôi, hôm nay video mình kết thúc tại đây thôi anh em ơi. Ui, ghê thế nhỉ. Ui, ôi, đang ăn lại, vẫn ăn thịt người. Anh em cho anh ấy, mà xin nhìn qua này. Ui, sợ thế. Ui, anh em nhìn này. Ui, nó công người ăn kìa. Ui, ghê chứ nhỉ. Ghê không? Ui, mọi người ghê rồi. Ui, sợ thế. Thôi. Cái gì mình cũng phải cố chừng và thật kiềm chế anh em ơi. Hắn mà phát hiện ra được thì cực kỳ rất là nguy hiểm luôn mọi người nhá. Thôi, mình nên kết thúc tại video tại đây nhá. Xin chào tất cả các bạn và các bạn yêu kiến gì cứ comment vào bình luận của mình nha. Xin chào tất cả các bạn nhá. Xin chào tất cả các bạn.